Ngày hôm nay vẫn là một tác phẩm tâm lý tình cảm, chuyện về một bà thím già nhà hàng xóm nhưng lại mơn mởn, đang trong giai đoạn hồi xuân. Chồng đã mất đi khả năng đó đã lâu, cho nên bà cảm thấy rất bức bối, không thể chịu đựng thêm nữa, nên bà đã nhờ thằng cháu hàng xóm để giải quyết cái sự bí bách ở trong lòng. Diễn biến cụ thể như thế nào thì mời mọi người lắng nghe nhé. Thấy Hùng đi làm về, bà thím mê mẩn chạy ra đầu ngõ đón anh, vẻ mặt hớn hở. Đi làm về đấy à Hùng? Mấy hôm nay chẳng thấy sang nhà thím chơi. Chú mày ngã xe mấy hôm nay rồi, sáng nay làm vất vả lắm hả? Quần áo ướt hết cả thế kia kìa. Cháu bình thường thôi, cũng không mệt lắm đâu ạ. Có gì tối rảnh thì cháu sang thăm chú. Mà sao thím lại ra ngoài đường mà ăn mặc thế này? Lỡ ai người ta nhìn thấy, người ta lại đánh giá cho. Ôi dồi ôi, còn cái gì nữa đâu mà ý với tứ, mặc thế này cho nó mát. Vừa nói, bà vừa phơi phẩy cái áo, càng làm cho Hùng ngại thêm. Cũng một phần hiểu tính bà thím, nhưng những hành động như thế này làm Hùng cũng cảm thấy vướng bận ở trong lòng. Mà thím sang nhà cháu bắt con gà đem về hầm cho chú ăn. Bà Thu hớn hở chạy theo Hùng đi vào trong nhà, vẻ mặt thì không biết tài làm sao cho nó đúng, đi khoe người bị nạn mà vui như hội. Thím bắt về nấu nồi cháo rồi qua sang ăn với chú thím nhé. Thím cứ bắt về đi ạ, cháu ăn suốt rồi, cái đó để phần cho chú. Hùng nhanh nhẹn cởi chiếc áo đẫm mồ hôi vắt lên trên dây rồi lao thẳng về phía chuồng gà. Thấy bà thím cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hùng chẳng hiểu gì cả. Đã thế bà ấy lại còn cứ cười tủm tỉm. Hùng cứ ngơ ngác, càng khó hiểu. Có chuyện gì mà thím lại cứ nhìn cháu cười vậy? Bà Thu chẳng nói gì, chỉ hếch mắt nhìn về phía Hùng. Thần thái thì bần thần lơ đễnh, dường như đôi mắt ấy không chớp một tí tách nào. Luống cuống vài giây thì Hùng cũng nhận ra vấn đề. Thì ra là nó nằm ở bộ dáng trần trụi, cái cơ thể săn chắc như những đợt sóng cuồn cuộn, nó làm cho bà thím cuốn hút đến vậy sao? Toàn giật mình ngại ngùng nói. Thím đang nhìn cháu đấy à? Của cháu cũng giống của chú thôi, có cái gì đâu mà thím nhìn chăm chú thế? Chú mày mà được như thế thì con mà thím lại thích quá. Người ngợm á thì cứ nhường cá mắm ấy, chả có tí sức sống nào, nhìn đã thấy chán rồi. Mà chắc là do thím chưa nhìn thấy ai có cái cơ thể đẹp như thế này nên thím mới bị thu hút đấy. Mày mà bù cho chú mày một tí thì có phải là thím đỡ khổ tâm không? Chú nhìn vậy thôi nhưng mà khỏe phết đấy, công việc ngày nào mà chẳng đi làm, có mỗi thím chê thôi chứ nhiều người mong chú còn không được đấy. Ôi xào, thím mày đang chán đời đây, có cho cũng chẳng ai lấy, người gì đâu mà chá lắm ăn được gì, chán lắm. Hùng cười tủm tỉm nhìn về phía bà Thu. Chuyện kia là chuyện gì ạ? Thím cứ nói xấu chú cháu thế. Thì cái chuyện kia ấy, chuyện đấy, còn công việc không làm thì lấy gì mà cho vào mồm. Lâu lâu cũng phải vợ chồng có những giây phút hạnh phúc. Đằng này á, thím bị bỏ đói suốt một thời gian qua, mà hình như ông ấy bất lực rồi cũng nên ấy. Bà Thu nói một cách vô tư thẳng thắn, cũng chẳng biết ngại hay xấu hổ gì cả. À, cháu tưởng thế thì thiệt thòi cho thím quá. Thím về bồi bổ cho chú đi, chứ vợ còn hay hẩy thế này mà như thế thì buồn lắm. Nghe xong câu nói của Hùng, bà Thu như gỡ được nút thắt ở trong lòng, vừa buộc con gà vừa nói vọng lên phía Hùng. Thế Hùng cũng không lo kiếm người mà yêu đi, để rồi có người bầu bạn rồi sinh con đẻ cái. Người như thế này mà cứ ở một mình, tiếc thật đấy. Cháu cũng muốn lắm, nhưng mà ở làng này còn đứa nào nữa đâu thím. Thím cứ nghĩ vậy thôi, chứ cháu ớt ơ thế này thì ai mà người ta thèm. Mày cứ nói thế chứ, trẻ khỏe đẹp trai như mày thì thiếu gì gái theo. Đến thím đây nhìn còn thèm chứ nói gì đến bọn trẻ. Nói hết câu, bà Thu cố tình vẫy vẫy cái áo để gây sự chú ý của Hùng. Bà ngồi cúi hẳn xuống buộc con gà. Ở bên trong thì chẳng có gì che chắn, nên những gì cần giấu thì lại bị lộ hết ra bên ngoài. Hùng không muốn nhìn thì nó cũng đập vào mắt. Câu nói vô tư của bà thím làm Hùng cũng nóng hết cả người. Thực ra cậu cũng hiểu con người bà. Hùng thừa hiểu sự thiếu thốn và thèm khát của bà thím, nhưng chẳng bao giờ bà ấy lại thể hiện điều ấy rõ nét đến thế này.
Tự nhiên hôm nay bà ấy nói ra lại làm cho Hùng cảm thấy xao xuyến. Cái máu đàn ông ở trong anh bắt đầu nổi lên. Cho dù người phụ nữ ở phía trước là người thân thích, cũng như bà ấy đã đứng tuổi rồi, gọi là thím, nhưng thực ra giữa vợ chồng bà Thu cũng không phải là họ hàng gần. Vì trong dòng họ mà lại ở gần nhà nhau nên mọi thứ mới thân thiết đến như vậy. Hùng thì ở một mình, bố mẹ thì đã mất cả. Mọi thứ đều tự do, lại thêm cái sự đáng yêu nên mới lọt vào mắt xanh của bà thím già. Bà Thu thì năm nay cũng gần 50 rồi, nhìn bà thì cũng chẳng xinh đẹp gì. Nhưng được cái có cái dáng thon gọn, mọi thứ ở trên cơ thể đều nổi bật và sắc nét nên nhìn cũng không để nỗi nào. Vợ chồng thì suốt ngày lục đục, ngày còn trẻ thì còn chiều được bà Thu, nhưng giờ tuổi cao, sức khỏe kém thì ông chồng cũng chẳng còn mặn mà đến bà Thu nữa. Bà ấy thì thuộc dạng có nhu cầu cao nên luôn cảm giác bức bối ở trong lòng. Đối với bà Thu, niềm ao ước lớn nhất là có một người đàn ông khỏe mạnh ở bên cạnh để giải quyết tất cả các nhu cầu ở trong cuộc sống cũng như là niềm khát khao của bản thân. Chính vì vậy mà bà Thu luôn bực dọc và khó chịu với chồng, và chỉ nhẹ nhàng với mỗi thằng cháu Hùng mà thôi. Hùng chính là người mà bà luôn ao ước được sở hữu. Bà biết cậu ta có thể chiều lòng được bà. Hình ảnh của Hùng luôn xuất hiện ở trong giấc mơ, trong trí tưởng tượng của bà hằng đêm. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hùng là trái tim của bà lại thổn thức. Nó khơi dậy niềm khát khao của người đàn bà đang hồi xuân. Mặt bà đỏ ửng và mất kiểm soát khi đối diện với anh. Nhiều khi cơn thèm khát bùng cháy, nhìn mặt bà như là muốn ăn tươi nuốt sống Hùng luôn tại chỗ vậy. Ngày hôm nay cũng vậy, lấy được gà rồi nhưng lại chẳng muốn về. Cứ đứng nhìn ngắm cậu ấy và để thổ lộ ra những suy nghĩ và mong muốn của mình. Ôi, phải công nhận, người Hùng đẹp thật đấy. Đúng là chịu khó thể dục thể thao có khác, khúc nào ra khúc đấy nhỉ. Phụ nữ nhìn là mê lắm đấy. Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt của thím, giọng nhỏ nhẹ nói. Thế thím có mê không? Bà Thu nửa đùa nửa thật. Thím già rồi, còn mê chứ nói gì đến bọn gái trẻ. Mày mà chiều đứa nào á, thì chúng nó phải ngất ngây lắm đấy. Cháu cũng mong được chiều phụ nữ lắm, mà chẳng có ai. Già trẻ cháu chiều hết, cứ miễn là phụ nữ là được. Bà Thu căng tròn đôi mắt, ngạc nhiên như vớ được cái gì đó. Thế già như thím, mày có chiều không? Thím mày cũng đang muốn đây này. Thím nói thế, ai nghe thấy là hỏng đấy. Thím về bảo chú chiều đi. Bà Thu ngồi phốc dậy, tiến thẳng về phía Hùng. Chú mày có chiều được đâu? Chiều được thì làm gì có chuyện buồn hết cả người đây này. Thế bây giờ thím cho không mày đấy, mày có lấy không? Thím đùa dài thế. Không, thím nói thật đấy. Thím thấy mày là thanh niên mà chả có đứa nào bên cạnh, như vậy thì chịu sao được? Hay là mày chê thím già? Mà thím nói cho mà nghe nhá, già ấy là có cái hay của già đấy. Cháu không quan trọng xấu đẹp đâu. Cháu không quan trọng xấu đẹp già trẻ đâu, mà chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh thôi. Bà Thu nhìn trước nhìn sau, rồi kéo Hùng sát vào mình. Thím hỏi thật, mày nhìn thím có được không? Nhiều lúc ấy là thím thấy mày nhìn thím cũng kỹ lắm đấy, lại còn đỏ mặt nữa. Cứ nói đi, không phải ngại. Bà Thu có vẻ không giữ được bình tĩnh, đôi mắt sục sôi điều gì, ở trên hai gò má đỏ rực, miệng thì lắp bắp không thành câu. Hùng thì hốt hoảng, không tin được vào những lời nói đó. Lẽ nào bà ấy lại muốn làm cái chuyện đó với mình? Chẳng lẽ là do ông chồng yếu quá mà bà thím lại trở nên như thế này sao? Bình thường thì đâu có đến nỗi nào mà hôm nay lại máu thế. Nhưng quả thật, nghe được những lời gạ gẫm đầy chú ý đó, Hùng cũng đứng ngồi không yên. Cái bản năng của đàn ông tiềm tàng ở trong anh vẫn đang còn cuồn cuộn rực cháy. Sự khát khao mãnh liệt vẫn hiện lên hàng đêm. Tự dưng có bà thím mồi chài thế này thì sao mà cậu có thể từ chối được chứ? Thím có tỉnh táo không đấy? Chúng ta là họ hàng đấy, và lại mối quan hệ hai nhà đang tốt. Cháu không có cái suy nghĩ đó với thím đâu. Thím cứ làm quá lên như vậy, chẳng may nhỡ ra mà có chuyện gì là không kiểm soát được đâu. Dường như cái hình thể bốc lửa của Hùng làm cho bà Thu mất kiểm soát hoàn toàn. Bà nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi tay víu mạnh vào bờ vai rắn chắc của anh. Nhìn thấy cháu là thím cứ bị mê hoặc thế nào ấy.
Chắc là do thím nhịn đói lâu ngày quá nên sinh hoang tưởng. Chú mày thì đã vậy rồi, đêm xuống thì thím lại phải gồng mình để chống lại những cái mong muốn của bản thân. Thím cũng khổ tâm lắm, hay là giúp thím một tí, bỏ bớt mệt mỏi đó nhé. Cái chạm nhẹ và lời kích động làm cho Hùng cũng trở nên khó xử. Anh vẫn chưa tin những lời nói đó là sự thật. Trên đời này làm gì có chuyện bà thím lại chủ động gạ gẫm thằng cháu chứ. Nhưng mà biểu hiện của bà Thu thì chắc chắn là thật rồi. Tuy gương mặt cũng không hẳn là xinh đẹp gì, nhưng cái dáng của bà thì nhiều người đàn ông vẫn phải nhòm ngó. Hùng cũng vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy bà thím, Hùng đều nhìn trộm bà. Rồi đêm đến lại không tránh khỏi những mộng mơ với những suy nghĩ hão huyền lệch lạc. Lý trí của anh đã không chiến thắng nổi sức hút của bà. Anh đưa tay lên, vờn nhẹ lên trên bờ vai và cánh tay, tỏ ý muốn dò ý. Thím cứ nói thế, thím mà nói nữa là cháu làm thật đấy. Thôi, thím về nhà nấu ăn cho chú đi. Thế tối thím sang nhà cháu chơi nhé. Chú bị gãy chân nên chả đi đâu được. Tối nào ở nhà thím cũng buồn lắm, tối thím qua tâm sự tí cho nhẹ lòng. Vâng, nhà cháu lúc nào chẳng chào đón, thím cứ tự nhiên thoải mái đi. Cả ngày hôm đó, bà Thu hồi hộp đến nỗi không làm được cái việc gì ra hồn. Ở trong đầu toàn xuất hiện những suy nghĩ đen tối với thằng cháu ở nhà bên. Đến chiều thì bà nấu cơm thật sớm để chuẩn bị sang nhà Hùng. Bà tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bà vận một bộ quần áo cộc thật ngắn để sang bên đó. Cái khí thế hừng hực mong chờ của bà được thể hiện rõ ra ở trên gương mặt. Bà mong chờ những giây phút tuyệt vời xảy ra. Bà đã phải nhẫn nhịn sự thèm khát đó suốt bao nhiêu năm nay. Có cơ hội thế này, bà như là chết đói mà lại vớ được bát cơm ngon. Sau khi cơm nước cho chồng xong xuôi, bà nhanh chóng bước sang nhà Hùng. Khi anh mở cửa thì lại khá giật mình. Không ngờ bà thím hôm nay lại gọn gàng sạch sẽ như thế, lại còn phảng phất ở đâu đó mùi nước hoa. Chưa bao giờ anh thấy bà thím già lại đẹp thế này. Không biết là do bản năng của đàn ông dâng cao làm cho anh mất hết lý trí, hay do bà ấy đẹp thật nữa. Anh bẽn lẽn nói với bà: "Thím hôm nay nhìn khác nhỉ, mơn mởn thế này mà chú cháu lại không dùng được, đúng là phí của trời." "Thế thì hôm nay thím mới sang đây cho cháu dùng thử đây." Cả hai thím cháu bước vào trong nhà. Theo bản năng của người đàn ông thì anh đóng luôn cửa vào. Bà Thu ngồi xuống ở trên chiếc ghế sofa, kéo cái quạt máy về phía mình, vừa hong tóc vừa nói chuyện: "Thế tối đến ngày nào cũng ở nhà một mình thế này à? Buồn thế thì làm sao mà chịu nổi." Hùng ngồi phía đối diện tỏ ra không được tự nhiên, vì chưa bao giờ hai thím cháu lại ở trong một căn phòng kín thế này. Đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng cũng không tài nào có thể bình tĩnh được. "Thì cháu không có người yêu thì chỉ có ở nhà thôi, chứ đi đâu được. Nhiều lúc cũng cô đơn lắm, nhưng mà cũng phải cố chịu thôi. Nhiều lúc cô đơn lắm, nhưng cũng phải cố chịu thôi. Mà thím hôm nay nhìn khác nhỉ, đẹp hơn mọi hôm rất nhiều, nhìn trẻ hơn bao nhiêu tuổi ấy." Nghe Hùng khen như vậy thì bà Thu thích lắm. Lâu lắm rồi mới có người khen mình trẻ. Bà nhấc nhẹ cái áo của mình lên, bay theo làn gió quạt, để gây sự chú ý của Hùng. Thao tác ấy làm lộ ra vị trí nguy hiểm vô cùng rõ ràng. Hùng hoa mắt khi nhìn thấy nó. Anh không nghĩ với độ tuổi này mà vị trí đó lại còn đẹp đến thế. Tâm trí của Hùng lúc này như là bay bổng lên trên mây, gương mặt thì bắt đầu tỏ nét không kiểm soát được. "Nào, sang đây ngồi với thím, ngồi bên cạnh thím cho nó mát, xem ngồi cạnh phụ nữ già có run không." Nghe xong lời nói của bà Thu, Hùng bật dậy theo bản năng, rồi ngồi xuống ghế với bà luôn. Anh tựa lưng ra sau, ngắm nhìn tấm lưng thon gọn và mái tóc bồng bềnh của bà. "Thế có dám không đấy? Thím là không chờ đợi thêm được nữa đâu." "Không biết sao người cháu cũng nóng bừng hết cả rồi đây này. Cảm giác rất là khó tả, nhưng mà cháu sợ lắm. Dù gì thì mình cũng là họ hàng, nhỡ mà chẳng may ai biết thì chỉ có nước mà bỏ xứ đi thôi." "Thím không sợ thì mày sợ cái gì nhỉ? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ý, ai mà biết sợ, hay là nhìn thấy gái già thì sợ?" Hùng cười tủm, luồng điện ở trong người bắt đầu lan ra mạnh mẽ. Những lời ngon ngọt đó càng kích động thêm sự thèm muốn của Hùng.
Tay anh bắt đầu đưa lên, động chạm vào bà Thu. Cháu chỉ sợ bị phát hiện thôi, chứ giả thế này đã là gì. Nói thật với thím là cháu cũng để ý thím từ lâu rồi đấy. Không biết là trong mắt chú thế nào, chứ riêng cháu ấy thì cháu thấy thím rất là quyến rũ và đặc biệt đấy. Thế thì còn chờ đợi gì nữa, thím cũng chỉ có hơn tiếng đồng hồ thôi đấy. Vừa nói với chú là đi mua ít đồ, nhanh nhanh còn về, không là nó lại chửi lên. Nói xong thì bà quay mặt về hướng Hùng, gương mặt trở nên căng thẳng. Bà kéo sát Hùng về phía mình. Anh có chút gì đó hồi hộp, nhưng trước sự chủ động một cách thô thiển của bà thím thì anh đã trở nên mạnh mẽ hơn. Anh quyết liệt lao vào như đúng với cái bản năng anh ao ước hàng đêm. Sao thím vội vàng thế? Cứ bình tĩnh thôi, phải từ từ nó mới thú vị chứ. Ôi, thím không để chịu đựng được thêm nữa đâu. Cháu có biết thím đã chịu đựng dồn nén suốt bao nhiêu là năm qua hay không? Hôm nay thím mới chút bỏ được bế tắc ở trong người đấy. Đừng có bắt thím thất vọng nha. Nói rồi, cả hai lao vào nhau một cách quyết liệt nhất. Chiếc ghế sofa đó cũng là nơi họ giải tỏa những cơn khát đầu mùa. Cả hai dữ dội đến nỗi không thể mang nhau vào phòng ngủ. Sức nóng của hai người hừng hực đầy máu lửa. Bà Thu thì mềm nhũn tận hưởng những giây phút có một không hai này. Hùng thì căng mình lên phục vụ bà, để cho bà thím cảm nhận được sự hạnh phúc nhất, căng tràn nhất. Những tiếng động khác lạ vang vọng khắp căn phòng, đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Nó làm cho cả hai mê man hơn, chìm đắm hơn. Hùng chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình lại được giao hưởng với bà thím ở gần nhà này. Anh có mơ cũng không dám. Ấy thế mà, một ngày đẹp trời, anh lại được tận hưởng những giây phút cao trào thế này. Thím thấy thế nào? Cháu làm có tốt như chú không? Cháu làm giỏi lắm, giỏi hơn chú rất nhiều. Lâu lắm rồi, thím mới được hạnh phúc thế này. Đừng dừng lại nhé, cháu cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình đi. Thím vẫn đang cảm nhận đấy. Một lần này thôi thím nhé, cháu không muốn có lần sau như thế này đâu. Lỡ mày bị phát hiện là cả thím với cháu đều tiêu đời đấy. Thôi, đừng nói nữa, thím không muốn nghe mấy cái điều đấy đâu. Hãy để cho thím thêm nhiều điều hạnh phúc nữa đi. Dường như bà Thu chưa thấy đủ trước sự quyết liệt của Hùng. Bà vẫn còn muốn nữa, muốn nhiều hơn thế nữa. Rồi cả hai lại lao vào nhau điên cuồng. Có bao nhiêu năng lượng thì Hùng phải mang ra mà tác nghiệp chiều lòng bà thím hết. Nhưng đổi lại, anh lại cũng cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời mà những người con gái khác không thể cho anh được. Một mối quan hệ lệch lạc, một người đàn bà lớn tuổi đã đem cho Hùng những giây phút hoàn toàn mới. Nó làm anh điên cuồng hơn, khí thế hơn. Cả hai chỉ dừng lại khi sức lực của Hùng không còn. Lúc này cũng đã quá muộn rồi, bà Thu lại vội vã sửa soạn đồ để ra về. Trước lúc rời khỏi đây, bà không quên dành cho Hùng những lời khen có cánh cùng những lời mật ngọt không thể cưỡng lại. Cháu là người đàn ông tuyệt vời nhất mà thím từng gặp đấy. Đã quấn hút lại còn giỏi tác nghiệp nữa. Đúng là của trời cho. Mấy hôm nữa thím lại sang nhé. Cháu phải chiều lòng thím dài dài đấy. Hãy cứ coi thím như là bạn của cháu. Thím sẽ chia sẻ cùng với cháu. Thím cũng rất tuyệt vời. Cháu không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay. Thím khéo hơn cả những cô gái cháu biết đấy. Lúc nào thím muốn thì lại sang với cháu. Cháu sẽ không từ chối nữa đâu. Và rồi cứ thế, một tháng họ hẹn gặp nhau 5-7 lần. Cứ khi nào một trong hai người có nhu cầu thì lại gọi người kia xuất hiện. Họ hành động nhanh chóng và vô cùng kín đáo. Sự việc cũng đã kéo dài được gần 3 tháng mà chồng bà Thu vẫn chẳng hay biết gì. Nhiều hôm muốn quá, đang nấu cơm, bà Thu cũng chạy sang nhà Hùng, thực hiện nhanh cái rồi về. Bà luôn coi Hùng như là một vị anh hùng đến cứu rỗi cuộc đời bế tắc của bà. Còn những vấn đề về đạo đức thì không hề xuất hiện ở trong đầu bà. Mọi việc cứ kéo dài thế này thì chẳng biết bao giờ mới chấm dứt được. Hy vọng trong thời gian tới, Hùng sẽ lấy vợ để dứt bỏ được mối tình cay đắng này.